Truyện ngắn Cái nhìn khắc khoải của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Khoa điện thoại cho tôi từ phòng lab. Hình xong rồi, đã lắm. Mày kiếm đâu ra ông già ngon vậy? Tôi cười, gác máy rồi xách xe chạy lại chỗ Khoa. Những tấm ảnh đen trắng treo trên dây còn đọng nước, giọt rất tròn và trĩu. Khoa nghiêng đầu ngắm. Mày coi, hình như trong mắt ông già này có nước. Mày cận bao nhiêu độ rồi? Khoa mắc cỡ tháo tập kính ra, đôi mắt đờ đẫn. Hôm trước 3 rưỡi, bây giờ chắc 38 rồi. Mắt mày cũng còn ngon lắm. Khoa lại hỏi tôi cái câu ban nãy. Mày kiếm đâu ra ông già này mà thần thái vậy? Tôi không trả lời, ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi. Trong khoảng tối sáng trong vắt, một khuôn mặt người đàn ông hiện lên, trầm lặng mà sâu sắc. Và tôi lại thấy mình ở trong một căn chòi trăng vịt, cất giữa mé tinh khiết. Căn chòi đầy khói, cái vẻ ung ám khói chất đầy giỏ dừa khô. Khói ngùn ngụt khói, ngồi trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre chẻ thẻ. Một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa, cô độc, gió vụt vụt, vô chòi. Ông làm nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng. Hôm nay ở đồng Rạch Mũi, ngày mai ở nhà Phấn Ngọn, xa nữa lại dạt đến cái bát không chừng. Ông đậu ghe dựng lều, lùa dịch lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa mới vừa chín tới, và suy nghĩ về một vạt đồng khác, lúa vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lang bạc, một cuộc sống trên đồng khơi. Chòi cặm ở đâu cũng được, miễn ở chỗ đó khô ráo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa bầy vịt ra đồng, tay cầm cây trúc không róc rọt, bù xù. Bầy vịt gàn 200 con, ngôi quẩy, dễ dùng, rút vào những nồi rạ mới, nhặt từng hộp lúa. Con vịt xiêm tên cọc cũng ào ra cùng bọn chúng. Những lúc đó, không phải vì đói bụng, mà vì mùi rạ thơm quá, ngọt quá, ngực mở vào thấy sướng người. Ông ngồi bệt trên bờ mẫu, khăn sọc cũ quấn đầu, nón vải nâu lốm đốm mũ chuối. Ông ngó lũ vịt và dấn điếu thuốc châm lửa, phà khói lên trời, và trời rất xa xanh trong. Ông kêu, cọc biểu. Con cọc chạy lại, vẫy nước và cọ đầu vào bắp đùi đen bóng của ông. Buổi tối buồn lắm, đêm nào cũng như đêm nấy. Lùa bầy vịt vô chuồng, tắm táp qua loa. Ông khom lưng thổi phù phù vô cái bếp ung cho căn chòi đầy khói, rồi nằm đưa võng. Gió vụt vụt vô chòi, con cọc lò mò ra đống rơm dập dềnh dưới mé kinh, dùi mình vào đó ngủ một giấc. Nó tưởng lâu vậy, dài vậy, mà lúc ngó lên vẫn thấy trao chát ngọn đèn đỏ lòm. Ông kêu, cọc, giận gì mà xuống đó vậy mày? Cọc lạch bạch đi lên, nó ghé ngang qua cái lưới bao rào vịt, thò mỏ vào mổ một con vịt ta khác, gây chuyện chơi cho vui. Nó là con vịt chúa gây chuyện. Ngoài những lúc này, nó khác cọc cần tư lự. Mấy người bạn lang bạc của ông chụm lại nhậu, lần nào cũng nhằn. Cha nội, sống như dày rậu thấy mẹ, mai mốt con vịt xiêm nó chết rồi, cha sống với ai? Ông cười, còn thằng con tao, nó ở chợ, lâu lắm mới về thăm ông một lần. Về tới, ngoài việc kêu ông bán bầy vịt ra ngoài sống với nó, còn chuyện ông cưới vợ, nó nói, nó con trai, biết cô đơn là cái gì rồi, khổ lắm, buồn lắm. Nó dục ông từ năm nó 12 tuổi, nhưng rồi ông biết rằng nó đã học được ông cái tánh rộng lòng đồng khơi như trời cao. Ông dò đầu nói với nó, cũng khó khăn thiệt, nhưng ông quen rồi. Nghề nuôi vịt mà, nghèo, lang thang, đeo mang người nữa, không đành. Tháng 8, ông trở về kinh 12, quê ruột của ông. Chèo gần tới nhà, ông thấy một người phụ nữ ngồi dưới bực cỏ đợi tàu. Chiều rồi, tàu cuối chạy lúc 3 giờ rưỡi đi qua đã lâu lắm. Dưới ghe ngó lên, người phụ nữ buồn so, buồn như sắp đâm đầu xuống sông mà chết.
Ông chèo lững khững cho ghe đi tới, qua khỏi đám lá, ông quạt chèo trở lại. Ông hỏi chị nọ đi đâu, chị khóc như mưa bấc, tôi cũng không biết mình đi đâu, lãng xẹt vậy đó. Ông ngại ngần ngó những tia nắng đỏ cuối cùng đậu phía dưới đám dừa nước. Cô có sao không? Người phụ nữ lắc đầu. Ông biểu chị xuống ghe cho quá gian, chị vẫn khóc. Tôi biết đi đâu mà quá gian bây giờ, hay làm ơn cho tôi đi theo anh đêm nay nghen. Ông suy nghĩ rất lâu và trả lời một câu nhỏ xíu, trong khi tụi dịch đạp đầu chen nhau dưới sạp ghe bằng tre đóng thưa thớt, rộ lên lạc cạc in nổi. Đôi chân đàn bà dè dặt bỏ xuống đầu ghe, con cọc cúi đầu không nói không rằng, lùi lụi lại tính mổ một cái vô chân chị mừng chơi. Nhưng ông la cốc bị đòn nghe mày. Nó dừng lại đủng đỉnh qua đi. Chị khịt mũi cái sột, lau nước mắt kêu, trời, dịch gì mà khôn quá vậy. Con dịch quắt quắt cái đầu lại, ý nói, dịch sim chứ dịch gì, thiệt tình. Qua thêm ba đám lá dày nữa là về tới nhà ông. Nhà vắng, giường hoang, lúc chạng vạng buồn hiu hắt. Ông đi năm ba tháng về một lần, về đúng vạt đồng sau vừa chín. Hồi đi, con cắt kè ẩn bụng kêu è è. Hồi đi con cắt kè ẩn bụng kêu è è. Hồi về đã thấy đeo trên cột nhà mấy con cắt kè con, da chưa bông chưa hoa, móc cời, đầu chờ giờ như cá lóc gặp nước mặn. Ông đẩy cửa bước vô trước, tay quơ mớ vàng nhện lùng nhùng, đốt cái đèn, thổi lù lù mớ củi ướt. Chị ôm cặp đồ ngồi gá nhẹ mép dán ngó quanh. Ông lượng sượng, nhà bỏ lâu bê bối quá chừng. Rồi khói bay lên ấm áp. Ở căn nhà lá cũ mềm này, ông có nhiều kỷ niệm. Mỗi khi trở về, nó lại chảy thành dòng dịu ngọt trong ông. Nó chảy khẽ giữa những mạch máu. Những ngày thơ ông có ba má, những ngày trẻ ông có người chăn gối cùng, có cây lụa bên hè làm chứng. Mỗi lần nhà đổ bánh xèo, vợ ông ra hái đọt lụa đứng tần ngần, phải ảnh có nhà để ăn. Chiến tranh ông đi biền biệt, ngày về chỉ còn đứa con trai. Nó khóc kể bữa đó cúng đình có cải lương, má rủ con đi coi tuần thoại khanh Châu Tuấn đó ba. Hát chưa xong khúc, thoại canh ngồi đờn cho công chúa Châu Tuấn nghe, thì pháo đằng đồn chẹt bắn lại, má con chết luôn. Mùa đó lụa ra lá từng chùm trắng xanh non nhuốc, ông bất thèm ứa nước mắt. Cũng thằng con ông sau này nó nhằn, chuyện buồn mà ba nhớ làm chi cho tới già vậy không biết. Ông bảo ông có nhớ gì đâu, thiệt đó thằng nhóc, có nhớ gì đâu. Thằng con chép miệng, khổ quá. Người phụ nữ ông lượm chiều đó còn khổ hơn. Chị quê cây khô lỡ thời, thương thằng, xin lỗi. Thợ gặt miệt bình an đổ xuống, không biết gốc gác cội nguồn người ta, mà thương gì ác nhân vậy không biết. Làm vợ thợ gặt, sống đời thợ gặt, chị ngồi vấn vạt áo, ai cũng nói em ngu, cực cỡ nào em cũng chịu, miễn là mình thương người ta. Vậy mà thằng đó, xin lỗi, tệ thiệt, làm ít nhậu nhiều, tới đây nhậu nhẹt nợ nần, chị ra gánh trả. Nợ nhiều quá, mấy cái quán tạp hóa đòi lấy xù, nửa đêm chồng chị trốn đi, bỏ chị lại, không biết quê chồng, không về được quê mình. Chị ra bờ sông ngồi khóc. Cô Út không ngại, cứ ở đây, chừng nào có hướng đi đâu, mần ăn gì thì đi đi nghe. Nghe xong câu chuyện của chị, ông bập một hơi thuốc lá, nói một câu, bập hơi nữa thì hết điếu. Chị chịu ở lại, buổi sáng chị thức dậy bắt ấm nước lên bếp cho ông uống trà. Xong lùa dịch ra đồng, thả dịch ruộng gần, chị đem cơm ra tới chỗ, dọn trên bờ mẫu.
ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn dịch. Chờ ông ăn xong mới đi vô. Ruộng xa, chỉ thức dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm dở cho ông sắp theo. Thuốc gò, giấy quyến mới vơi một ít, chị bỏ lại cho đầy để ông bỏ túi. Nửa chừng mà hết thuốc, chịu không thấu anh hai à. Giữa đồng mông quạnh, buồn chết. Hồi đó anh... Chị bỏ câu nói nửa chừng, mờ mờ trời. Chị lụi hụi vô chuồng lấy hộp dịch, rồi chở ra chợ xã bán. Chị tính, chịu khó ra ngoài đó một chút, bán giá cao hơn anh hai à. Sẵn gói ít đọt lụa bán luôn, thứ này người ta khoái lắm. Nhưng phiền cô quá, có gì đâu. Chị làm cỏ ngoài sân, trồng lên giấc cá với húng lũi. Chị xúc lu đợi trời mưa hứng nước. Chị giặt mùng mền phơi cho thơm nắng. Ông cằn nhằn, cô làm gì như người ở đợi cho tôi vậy? Có gì đâu anh hai, được ở lại đây là em mừng rồi. Ông ngoái lại nói, thiệt tình cô ở lại để chờ người ta phải không cô? Chị không trả lời, chị cúi đầu đi thẳng. Chị không đẹp lắm, nhưng lúc thổi lửa có duyên. Chị không có duyên lắm, nhưng lúc bậm môi bữa củi thấy đẹp. Ông chắc không để ý chuyện này. Ông bận đốn to đũa cặm cột, dùng lá dừa nước làm cái nhà tắm cho chị. Ông vừa mài cây búa, vừa nói nhỏ nhỏ với con cọc, mình đàn ông gì cũng được, giờ có thêm người. Ông ngừng lại, vuốt cánh con dịch, dạy hen cọc. Cọc không trả lời, kêu cóc cóc, há mỏ đớp vô mắt cá chân ông. Thì vậy chứ còn sao nữa, ý nó muốn nói vậy. Rồi nó đủng đỉnh đi chơi, dạo dạo bậy bạ kiếm trùng đất ăn. Ông nghĩ trong bụng hoài, làm dịch như mày coi bộ sướng cọc à. Làm người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon, thiệt khó. Thằng con ông đi công tác qua nhà, thấy có người lạ nó ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng xong thì mừng, nó nói, ba lúc này ngon rồi ngang. Ông gạt phăng phăng, mày chỉ giỏi bậy bạ. Ông không nói với nó, vẫn thường thấy chị ôm cái áo người cũ ngồi khóc. Chị thường hay kho cá bỏ me. Ông vốn không thích, hễ hổng đi chợ thì thôi, đi về y như rằng mua chai rượu. Ông có uống gì nhiều đâu. Thằng con không biết, thằng con đi dài dài xóm, ai cũng sầm xì chuyện của ba nó với người đàn bà gặp mướn. Cô ba nó nói, tao thấy con mẹ không xứng với ba mày đâu. Bỏ nhà theo trai, bị trai bỏ, giờ mới bám díu vô đàn dịch của ổng. Đàn bà đàng hoàng, ai lại dễ dãi vậy. Thằng con cười, sao cũng được. Cô ba à, trước là trước, bây giờ là bây giờ, tốt xấu gì ba con biết, miễn sao ba con vui là được rồi. Cô ba chẩn hẳn, nhưng thằng con hơi thất vọng. Thể chạng vạng nhốt dịch, tắm rửa xong, ông kêu con cọc đi dài xóm chơi. Con dịch thì chạy xà quần rượt cắn đám con nít. Ông chơi lai rai với bạn bè họ hàng, chờ khi khuya mới về. Về ngủ nhà xuồng cặp mé kinh, nhà mục rồi, đêm nằm nghe mối ăn trẹo trẹo. Sợ chị ngại, ông nói, tánh tôi ở đồng quen rồi, ngủ có gió mới ngon. Không lẽ nói trắng ra, nằm trong nhà, bên này nằm nghe bên kia thở nghe sao được. Những lúc nửa đêm, con cọc cắm đầu cắm cổ chạy, ông cũng cuốn hùng chạy. Chị mở cửa năn nỉ ông vô nhà để lặng chết. Cực chẳng đã ông mới vô, ngồi chí mí dán, trông trông nhìn ra cửa chờ tạnh hồn. Chị cảm động ứa nước mắt. Chị vẫn thường đón ghe hàng bông hỏi thăm tin tức cánh thợ gặt an bình. Tin tức ngày càng xa, ở đây trăm ngã sông nước, làm sao mà kiếm. Tin tức ngày càng vắng, lúc rầy mưa nắng thất thường. Nắng một hơi 5-7 ngày, mưa một hơi 5-7 ngày. Bà con nông dân gặt ngay mưa, phơi lúa không được, rầu muốn chết. Chị đi chuyên nước vô lưu, đưa dép lào cu mỏng dính, trợt một cái trợt gân. Tội nghiệp quá chừng, ông về nạt nộ một hơi. Đã nói mà, cô có chịu nghe tôi đâu. Nói vậy thôi,
ông đi chợ huyện mua thuốc cho chị, sẵn mua đôi dép mới làm chị ngại trong lòng lắm. Ông bảo đôi dép cô mỏng thiêu đều cạo râu được rồi, tiếc làm chi, để té nữa thì khổ. Những chiều lùa bầy dịch no căng lườn từ ngoài ruộng về, ông xúc tô cơm ngồi ngoài gốc cây vú sữa đã bị cưa thành cái đôn, vừa ăn vừa nhìn cây chanh nấm bắt đầu ra trái. Dưới cầu ao, chị đang lật đất xong nồi chùi lọ nghẹ. Cảnh chiều êm đềm, cô ba đi qua tròn con mắt. Một bữa mưa nhiều, lúc ông đội áo đi, chị dặn: mưa lúc này gầm dữ quá, xét nhiều, anh hai nhớ vô sớm nghen. Ông gật đầu dây qua lại dặn: cô Út thôi đừng hứng nước mưa nữa, hỏng chừng mai mốt tôi đi, ai mà uống. Chị chưng hửng hỏi ông đi đâu, ông trả lời giọng rất buồn: thì cho dịch ăn hết đồng này, phải lùa đi chỗ khác chứ cô. Dịch đang đẻ rất quạo, nhốt một hai ngày là mất sức, tôi ở nhà cả tháng rồi cũng buồn. Nói vậy rồi ông quay lưng đi. Chị vịn tay vào cửa nhìn theo. Buổi chiều ông về sớm, chị vũ áo mưa của ông phơi lên vách, miệng quở: ông trời mưa dai thấy sợ. Chị túc chén lúa đổ cho con cọc, miệng hỏi lãng như không: cọc, mưa lạnh hôn con? Cọc không trả lời, nó nghênh lên ý nói dịch mà lạnh gì. Ông lạnh sao không hỏi, thiệt tình. Ăn cơm xong, chị dọn ra xị rượu, nướng mấy con khô cá chập. Anh hai lai rai cho ấm bụng, mưa quá nhâm nhi đỡ buồn. Chị ngồi lắc giọng: may hai cái bìa khăn mới mua cho ông. Vừa may vừa nói: bây giờ người ta làm khăn mỏng dính, không may sổ chỉ ra nùi nùi hết trơn. Ông không nói gì, đi xúc chén lúa lại đổ cho đầy mẻ, biểu: cọc lại ăn nè. Con dịch không chạy lại cái mẻ mà lạch tạch đi tới chỗ bộ dáng ngựa sần sùi nó chui xuống gầm. Cái thao nhôm hôm nắng ông lấy nấu chai xếp chiếc ghe, giờ được làm mẻ ung đang phì phì khói. Ông ngồi trước chai đế trầm ngâm, chị dè dặt lên tiếng: anh hai tính chừng nào đi? Hai ba bữa nữa, đi chuyến này qua tới miệt Khánh Hà, chắc đi lâu mới về. Người đàn bà cúi xuống cắn chỉ, che cái thở dài: cô Út à, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chị làm rối chỉ: gì vậy anh hai? Sáng nay tôi gặp thằng bạn, nó mới chạy bầy dịch từ nông trường qua. Tôi hỏi, nghe nói có thợ gặt An Bình ở đó. Anh hai! Ông bước xuống đẩy mới giỏ dừa vô mẻ sơ dừa mịn, cháy rực rồi tắt ngấm. Ảnh tên xin phải hôn cô Út? Ờ xin, ảnh cũng đang gặt bên đó cô Út à. Anh hai! Chị buông cái căn xuống kêu bàng hoàng. Tàu chạy từ nông trường lúc 5 giờ, ngang đây chắc cỡ 6 giờ rưỡi. Cô ráng đón chuyến đó, để lỡ tới bữa tao tợ mấy ảnh lại chuyển độc, kiếm cực lắm. Tính dậy ngang cô Út, con cọc lại hì hụi đi ra, ngẩng cổ lên nhìn ông. Khuôn mặt ông mờ mờ sau làn khói, khói mắt dịch làm cay con mắt muốn chết. Cái giọng chị ngồi sau lưng ông, chị khom xuống cắn mớ chỉ rối mà buồn. Ông rót ly rượu uống mà buồn: anh hai à, sao anh tính vậy? Tôi biết cô còn nặng lòng cùng ảnh, qua bển hỏi đầu đuôi gốc ngọn ra làm sao. Nói có tình mình ở lại, biết đâu người ta có nỗi khổ gì. Chị bật khóc, con cọc điềm đạm lại cái mẻ lúa, nó ăn chậm rãi. Ý nói làm sao mà tôi tội nghiệp hai người quá đi, làm người mà khổ vậy, làm dịch còn sướng hơn. Đêm đó ngoài nhà xuồng, nó nghe ông thở nhẹ và rất dài. Ai biểu sáng sau ông lùa dịch ra đồng khi trời còn tối mịt tối mờ. Ông đuổi dịch đi xa thiệt xa, nhưng những nghe tàu bè ghé bến nào rất gần. Ông ngồi bệt bên bờ mẫu, khăn cũ, nón cũ, kêu cọc biểu mà không thèm để ý có lại hay không. Kêu chơi vậy thôi, cọc là con dịch có nguyên tắc,
nó vẫn chạy lại, gác đầu lên đùi ông, cọ cọ an ủi. Rồi bất ngờ, ông lùa dịch cắt giặt đồng hối hả trở vô. Ông bỏ quên bịch thuốc trong nhà, thèm quá. Tới nếp tràm bông vàng trong giường, ông ngồi lại, lũ dịch tràn xuống ao rau muống tắm áp. Ở đây, bỏ 3 lít chuối nữa là tới nhà. Ở nhà không biết có còn ai. Ngồi đây thôi, bước vô đó lỡ không còn ai. Hồi lâu, ông nói như chỉ nói với mình. Mai mốt, mình đi nửa hang cọc. Con dịch cạp mắt cá ông, đi thì đi chứ gì. Mày đi hoài, mày mệt không? Nó há mõm đốm đen, cạp ngón cái chân ông. Thì mệt chứ. Tao đốn chạp, làm lại nhà, ở luôn ngang. Con cọc mổ vô ống quyển ông. Rồi nhóm cần cổ dọn ông lom lom. Có phải ông chờ bà đó quay lại không? Ông nhìn lên ngọn tràm mà thấy mấy cái bông vàng như mấy con sâu rộm đang dịu dàng rơi xuống. Có phải chỉ cần nhìn lại một chút, ông sẽ thấy ngọn khói bay lên không? Gió lùa lá chuối khô giống hệt bước chân ai vậy? Ông mắt ngoái nhìn, và tôi đã chụp được chân dung ông trong ngoái nhìn khắc khoải đó. Tôi bảo Khoa, những người như ông già này có rất nhiều ở xứ mình Khoa à. Tao đâu có kiếm gì đâu. Khoa nhìn tôi và lại những tấm ảnh, nó ngờ ngợ. Mày đang kể về ba mày phải không?